Đạo tràng, dạ con xin trả bài kinh Pháp Cú 352. Vita tần hồ anadano niruti bada cổ vi đồ akharanang san nipatan chan nhà bupa para nicha sa huệ antima saruro maha banyo maha buriso ti vuchati wa pi vita tần hồ anadano niruti bada cổ vi đồ akharanang san nipatan chan nhà bupa para nicha sa huệ antima saruro maha banyo maha buriso ti vút chá tí. Ái lìa không chấp thủ, cú pháp khéo biện tài, thấu suốt từ vô ngại, hiểu thứ lớp trước sau, thân này thân cuối cùng, vị như vậy được gọi bậc đại trí đại nhân. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vi ta tần hồ anadano niruti Bada cổ vi đồ Atkara năng san ni pa tăng chan nhà búp pa pa ra ni cha sa huệ an ti ma ra ru ro ma ha ba nhô ma ha bu ri so ti vu cha ti vi ta tan ho na da no ni ru ti Bada cổ vi đồ Atkara năng san ni pa tăng chân nhà búp ba bà ra ni cha sa huệ an ti ma sa ru ro ma ha ba nhô ma ha bu ri so ti vu cha ti. Ái lìa không chấp thủ, cú pháp khéo biện tài, thấu suốt từ vô ngại, hiểu thứ lớp trước sau, thân này thân cuối cùng, vị như vậy được gọi bậc đại trí đại nhân. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ái không chấp thủ cũng không, ngữ nguyên vô ngại, suốt thông tứ từ, trước sau cú pháp nhiên như, biện tài thiện xảo, kinh thư lòng mình, bậc như vậy quả vô sanh, bỉ nhân đại trí tệ minh khó lường. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin trả bài xong, dạ con xin xuống bích, dạ con kính tri ân cô chú đã nghe. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kệ ngôn 352 ạ. Vì ta tàn hồ anà đà nồ ni rút ti ba đa cổ vi đồ ác khá rà nàng sẵn ni bà tàng chành nhà búp ba ba rà ni chá sa huệ ẩn ti ma sà rì rồ ma hà bành nhồ ma hà bú ri sô ti vúc chá ti. Vì ta tàn hồ anà đà nồ ni rút ti ba đa cổ vi đồ ác khá rà nàng sẵn ni bà tàng chành nhà búp ba ba ra ni cha sa huệ an ti ma sa ri ro ma ha bành nhô ma ha bu ri so ti vu cha ti. Ái lìa không chấp thủ, cú pháp khéo biện tài, cú suốt từ vô ngại, hiểu thứ lớp trước sau, thân này thân cuối cùng, vị như vậy được gọi bậc đại trí đại nhân, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ái không chấp thủ cũng không, ngữ nguyên vô ngại, xuất thông tứ từ, trước sau cú pháp nhiên như, biện tài thiện xảo, kinh thư lòng mình, bậc như vậy, quả vô sinh, vĩ nhân đại trí tuệ minh khó lường, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic, thân mời Ái Minh ạ. Dạ, kính cảm ơn Huynh Quát Tha Ná đã bốt bài.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính lễ quý thức cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Dạ, tự nhiên xin kệ bài kinh Pháp Cú số Quân Quách Thái Ná làm ơn bất tài. Dạ, cảm ơn Vinh. Dạ, tự nhiên xin kệ. Vì ta thân hô A na đà nô ni ru ti ba đa cu vi đô a ca ra man tan đi ma tăng chan nha bốc ma ba ra ni cha sa we suốt từ vô ngại, hiểu thứ lớp trước sau. Thân này thân cuối cùng, vị như vậy được gọi bậc đại trí đại nhân. Phổ thơ này Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ái không chấp thủ cũng không, ngữ nguyên vô ngại suốt thân tứ từ. Trước sau cú pháp nhiên như biện tài thiện xảo, kinh thư lòng mình. Bậc như vậy quá vô sinh, bậc như vậy quả vô sinh. Vĩ nhân đại trí tuệ minh khó lường. Và phổ thơ này Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên nha, xin xuống mít, thấy gần hết giờ rồi. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con thấy thượng tọa Pháp Tân đưa bàn tay. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Bạch sư, có con cung thỉnh sư ạ. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Dạ, sư chạy mất tiêu rồi, không biết đường nét sư có không ổn định hay sao. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, con thành kính lãnh lễ thượng tọa Tệ Duyên vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ, con không biết quý sư có thay đổi như thế nào hoặc là sư pháp tính ở trong cái nick của thượng tọa Pháp Tân hay không, nên con không có biết có sự thay đổi như thế nào. Dạ, bây giờ trước mắt là đã tới giờ học bài mới. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tỳ Duyên. Xích Kim Nhung, xích An Nhiên, Minh Quá Tha Ná, xích Tâm Phương, xích Trần Đạo, xích Rạng Đồng đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, cảm ơn Rạng Đồng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới, nhưng mà con không biết có thay đổi như thế nào. Con không thấy Đại Đức Pháp Tính online mà thấy cái nick của Thượng Tọa Pháp Tân vào đạo tràng. Bây giờ thì con xin phép được cung thỉnh Pháp Sư. Nếu mà có gì thay đổi thì con cung thỉnh Thượng tọa Tệ Quyền cho chúng con biết được ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư ạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuat Dhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuat Dhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuat Dhasa. Ramma chaloka thi ba ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti sa sat tap ba ra chap kha cha ti ka de se tu tham mang anukam bi mang ba chang sa tham ma phê rim vi na yan cha ca yang su tan cha băng thăng a phi tham ma cham măng a cô ta yên tô ta tu sát cha đăng đăng ba bơ tha nay dê ba đi xa ya mạch chê chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mập đặng nhờ ánh sáng trở hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy tinh dự pháp từ đó là Nhôm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng tối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ, con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Tính Giới Quang Năm vào đạo tràng. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ ra đàn để chúng con được học từ vựng câu Pháp Cú Kinh số 353. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư ạ. Sa thú lành thay. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng tọa Tuệ Quyền, Thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mới. Đó là câu kệ Pháp Cú Kinh số 353. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thích nghĩa từ vựng. Sắp ba phí phu, sắp bát quý đô hát mát mi. Sắp ba phí phu, sắp bát quý đô hát mát mi. Sắp ba phí phu, sắp bát quý đô hát mát mi. Sắp ba phi phù, sắp bát quý đồ, há mát mí. Sắp bê xú, thầm mê xú, á nù bát lít tô. Sắp bê xú, thầm mê xú, á nù bát lít tô. Sắp bê xú, thầm mê xú, á nù bát lít tô. Sắp
Bành Cha Hồ Tăng Hắc Kha Dề Quý Mút Tô Sắp Bành Cha Hồ Tăng Hắc Kha Dề Quý Mút Tô Sắp Bành Cha Hồ Tăng Hắc Kha Dề Quý Mút Tô Sa Dần Apinya Giá Cá Mút Đi Xây Dần Sa Dần Apinya Giá Cá Mút Đi Xây Dần Sa Dần Apinya Giá Cá Mút Đi Xây Dần à, kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một từ Sapa Pifu. Sapa Pifu có nghĩa là vị khuất phục tất cả. Vị khuất phục hay là vị hàng phục đó, à, vị khuất phục hay là hàng phục tất cả. Sắp ba phi phục Sapa Pifu kế tiếp chúng ta cũng có một cái là một cái liên từ Sapa Widu Hamatmi Sapa Widu Hamatmi ở đây đó thì chúng ta phải là phải tập ra Sapa Widu Hamatmi trong cái trường hợp này đó chúng ta phải phải tách ra có nghĩa là Sapa Widu là Sapa Widu Sapa Widu cộng với Ahang Sapa Widu cộng với Ahang Ahang rồi chúng ta cộng với Atmi Atmi chúng ta cộng với Atmi nữa nhà xà thủ Phật tử mình vậy thì ở nguyên văn của cái câu này á là ta là vị biết rõ tất cả nguyên văn thì là ta là vị biết rõ tất cả ở đây đó thì Ahang có nghĩa là ta thì khi mà Sapa Widu mà cộng với Ahang u mà gặp á u mà gặp á thì coi như là nó bị mất đi cái tiếp biến ngữ á u gặp á thì nó mất đi chữ á thành ra là Sapa Widu Hamatmi Hamatmi vậy thì Ahang có nghĩa là ta rồi Sapa Widu Sapa Widu có nghĩa là biết rõ biết rõ tất cả biết rõ tất cả Sapa Widu biết rõ tất cả Atmi Atmi có nghĩa là Atmi có nghĩa là Atmi có nghĩa là thành ra chúng ta mới lấy cái nghĩa của câu này là ta là vị biết rõ tất cả rồi đến đầu dòng thứ hai chúng ta có sắp bê xú có nghĩa là trong tất cả trong tất cả sắp bê xú trong tất cả thâm mê xú có nghĩa là trong các pháp
trong các pháp. Nó xuất phát từ danh từ tham má nam tánh, do được chia theo định sở cách số nhiều, thành ra nó trở thành tham mê xúc trong các pháp. Anubalito có nghĩa là không bị nhiễm ô. Chúng ta nhớ cái cách mà hình thành Anubalito là có nghĩa là ná cộng với Ubalita, ná cộng với Ubalita. Cái tiếp đầu ngữ ná đó, khi mà nó gặp một cái từ nào đó mà nó có nguyên âm đứng đầu a a i t u o e thì coi như là ná nó sẽ bị quay trở ngược lại, là chữ á nó đứng trước chữ n, chứ ở trong tiếng Bali của chúng ta thì không có chữ an nha quý vị, không có cái chữ an, do cái cách hình thành của nó như vậy đó. Đó, ná mà nó gặp cái từ nào mà nó có cái tiếp vĩ ngữ, cái tiếp vĩ ngữ mà nó a a i i u u e o là nó bị quay ngược lại. Dạ, quý vị còn nghe. Dạ, cảm ơn quý vị. Rồi, kế tiếp thì chúng ta ở đầu dòng thứ 3. Sắp banh chá hồ có nghĩa là sắp banh cộng với chá hồ. Vậy thì ghép lại là sắp banh chá hồ, từ bỏ tất cả. Vậy thì sắp băng hay là sắp bát có nghĩa là tất cả, chá hát là từ bỏ tất cả. Kế tiếp chúng ta có tanh hắc khá dê là có nghĩa là diệt tận ái dục. Tanh hắc khá dê diệt tận ái dục. Tanh ha là ái đó quý vị. Tanh ha là ái, khi mà nó gặp cái danh từ khá giá thì coi như là nó tăng thêm một phụ âm nữa, thành ra nó trở thành tanh hắc khá dê. Khá dê, dê, dê có nghĩa là do chia theo cách nha, định sở cách số ít, tanh hắc khá dê. Diệt tận ái dục, tanh hắc khá dê. Vậy rồi, kế tiếp là cái gì? Kế tiếp, tanh hắc khá dê. Quy mút tô có nghĩa là được giải thoát. Quy mút tô là nghĩa là được giải thoát. Quy mút tô được giải thoát. Sa văn có nghĩa là tự mình. Sa văn có nghĩa là tự mình. Apinya giá, động từ bất biến. Apinya giá có nghĩa là đã thắng tri. Apinya giá đã thắng tri. Cú mút đi xây dân là chúng ta phải tách ra, có nghĩa là căn cộng với út đi
Siyan, Uddisiyan. Căn có nghĩa là một cái đại từ nghi vấn, ai hay là người nào. Căn đại từ nghi vấn, ai hay là người nào. Uddisiyan, Uddisiyan có nghĩa là nên gọi. Uddisiyan nên gọi. Dạ, yeah. Vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Cảm ơn Phật tử ai mình rất nhiều. Sắp bác phí phù, sắp bác quý đồ ha mát mít, sắp bê xú thầm mê xú, an nụ bát lít tồ, sắp bành trá hồ, tàn hát kha dê quý mút tồ, xá dân áp phình nhà giá, các mút đi xây dân. Có nghĩa là ta hàng phục tất cả, ta rõ tất cả, không bị nhiễm pháp nào, ta từ bỏ tất cả, ái diệt tự giải thoát, đã tự mình thắng tri, ta gọi ai thầy ta. À, ta gọi ai thầy ta. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bây giờ thì một lần nữa xin thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào đại chúng ở trong room. Giờ đây con xin được thay mặt cho hội chúng phát quốc kinh, con xin thành kính cung thỉnh Thường Tọa Tuệ Quyền từ bi quan hỷ thuyết giảng duyên sự và ý nghĩa của câu kệ phát quốc kinh số 353. Dạ, con xin thành kính cung thỉnh Thường Tọa Tuệ Quyền. Dạ, con đã thấy tín hiệu của Thường Tọa rồi, con xin thỉnh Thường Tọa. Nam mô Phật Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sang Kha, để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con thành kính lên đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, để Đức Phật tính cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và sẽ bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavantang Apiwane Miswakato Phakwata Thammo Thamman Namasami Subhatipano Phakwato Sáwaka Sankho Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyên nhờ lực Tam Bảo hành giữa hội lĩnh Chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng cho Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy. Chỉ kính bạch với Ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học câu pháp cú số 353. Chúng ta đã được nghe thực nghĩa ta hàng phục tất cả, ta biết rõ tất cả, không bị nhiễm pháp nào, ta từ bỏ tất cả, ái diệt từ giải thoát, ta tự mình thắng trí, ta gọi ai thầy ta. Chúng ta vừa nghe ta hàng phục tất cả, ta biết rõ tất cả, không bị nhiễm pháp nào, ta từ bỏ tất cả, ái diệt từ giải thoát, ta tự thắng mình, ta tự mình thắng tri, ta gọi ai thầy ta. Cái này để chúng tôi nhắc lại cho quý vị nhớ cái câu chuyện, và cũng như là cái câu mà chúng ta nằm ở xa đó nhỉ. Khi mà nhà khổ hạnh, có một nhà tu khổ hạnh đó, Đức Phật lại thuộc lại. Cái nhà tu khổ hạnh mà chúng ta biết tức là chúng ta được biết tức là Bất Cá đó, thuộc cái giáo phái gọi là Achiwaka. Tình cờ gặp Phật sau khi mà
mà Bồ Tát chứng vô thượng chánh đẳng giới nhất lý cội Bồ Đề. Thật lưu lại, tức là Phật lưu lại ở tại cội Bồ Đề 7 tuần đó. Rồi sau đó Ngài cầm y bát lên đường. Trên đường Ngài tiến về Ba La Nại, tức là Varanasi đó, để vận chuyển bánh xe Pháp Luân Vương. Thì trên đường đó gặp có bất cứ gì nhớ không nổi. Ngươi là ai? Có phải ngươi là trời? Có phải ngươi là người? Ngươi phải là Phạm Thiên không? Phật nói không. Giữa ngươi là ai? Ta là Phật. Tại vì ta đã thực tình, ta đã vắng lặng. Cho nên ai là thầy của ngươi? Ta không ai là thầy của ta cả. Thì cũng bất cứ cũng hỏi vì ai là thầy của ngươi, người đó ở đâu, người tu theo giáo lý của ai. Người ta không theo tu theo giáo lý của ai. Ta là thầy, không ai là thầy của ta, và không ai là dạy cho ta cả, mà tự ta giác ngộ, tự ta chứng, tự ta thành bậc chánh biết đi. Trong câu pháp cú ở trong cái là bài xưng tán, thường chúng ta đọc về Nam Mô Tát Sa Phật Cô A Tu Ra Hát Tu Sấm Ma Sấm Bút Tát Sa, có đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, làm lễ Đức Phật Cô A đó. Ngài là bậc Á Hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thể chỉ dạy. Cái chữ chánh biến tri này, cái chữ Sấm Ma Sấm Bút Thô, có thể nói rằng chữ Sấm Ma Sấm Bút Tát Sa để chúng ta cần cái bài ngày hôm nay. Cái chữ chánh biến tri là cái gì? Thế nào là chánh biến tri? Cái chữ tri á, tức là thấy biết, hay là cái thấy cái biết của trí tuệ. Cái chữ chánh biến á, nó có nghĩa là biết một cái điều chân chánh, biết cái điều chân chánh. Cái mà chúng ta nghe Đức Phật thì gọi là chánh biến tri, bởi vì Ngài là người giác ngộ. Cái biến tri đó, cái chánh biến đó, Ngài biết được cái chánh biến đó chính là biết được tự đế, biết được quy luật của tam, quy luật của các pháp hữu vi là vô thường, là khổ não, là vô ngã, và quy luật của nghiệp quả, quy của nhân sinh, và cũng như là cái sự tuần hoàn của không gian và vũ trụ này, nó theo duyên, theo nhân, theo quả nó như thế nào. Thì chính Đức Phật Ngài giác ngộ, tự mình ở dưới cội Bồ Đề. Chúng ta nhớ, có nhiều người hỏi gì chứ vậy? Thì nhờ cửa đó đầu tiên Ngài cũng có học thầy của Bất Cá và U La Rá và Ca La Mát. Vậy tại sao nói rằng U La Rá và Ca La Mát Ngài không ai là thầy Ngài? Kính thưa quý vị, U La Rá và Ca La Mát là dạy cho Ngài chứng đắc đến thiền vô sắc giới luôn. Nhưng Ngài bỏ, Ngài không đi theo cái phương pháp đó, mà Ngài chứng tu chứng bằng cái thiền quán nghiệp xứ của chính Ngài. Bằng cái thiền quán nghiệp xứ của chính Ngài, đây chính là do cái công năng tu tập của chính Ngài từ vô lượng kiếp, từ 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, Ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác, tự mình giác ngộ lý tứ đế. Thì nói như vậy để cho tất cả chúng ta thấy một cái điều mà quan trọng vô cùng. Cái mà chúng ta biết là Đức Phật này gọi là thành tựu được cái mà không ai dạy mình, tự mình giác ngộ lý tứ đế và đem ra giáo hóa cho chúng sinh cùng biết giới. Hay là cái từ mà chúng ta nhớ cái bài kinh đó, có năm năm thì kinh làm lễ Đức Phá Giới Hoa, gọi là bậc ứng cúng. Gọi là ứng cúng. Ứng cúng này như thế nào? Đây có nghĩa là bậc xứng đáng thọ lãnh cái sự lễ bái, cái sự cúng dường của tam giới, của nhân thiên.
Tại sao Bất Cá hỏi ngài là đệ tử ai? Ai là người thầy chỉ dạy cho ngài? Cái chỗ này nó quan trọng. Đức Phật cũng muốn khẳng định một cách rõ ràng cho Úc Bát Cá: ta là một vị Phật. Tại sao ta là một vị Phật? Bởi vì ta đã hàng phục tất cả, ta không bị ô nhiễm một pháp nào gọi là pháp bất thiện. Ta từ bỏ tất cả ái gì, ta tự giải thoát. Cái chỗ tự giải thoát, ta tự mình thống trí. Ta gọi ai là thầy ta đây? Đây là một pháp quy nạp rất là tuyệt vời. Sau khi quy nạp tất cả những điều đó và ngài khẳng định như vậy thì ai là thầy ta? Ta tự mình ta làm hết, ta tự mình ta xử lý, ta giải quyết hết. Vậy thì có ai phụ ta, có ai giúp cho ta đâu? Mà chính ta là con người tự mình giác ngộ, tự mình chấm dứt cái sinh tử khổ đau. Khi chúng ta biết Đức Phật, nếu chúng ta hiểu về Đức Phật thì chúng ta mới thấy được không đơn giản. Ngài có được một cái bi đức, cái trí đức, cái tịnh đức. Cái bi đức á, kính thưa quý vị, ngài thương xót chúng sinh phải lăn trôi sanh tử đau khổ. Như một lần ngài đã vượt biển đau khổ sanh tử như vậy, và ngài thấy chúng sinh khắp cùng. Và nhiều lần trong cuộc đời, trong những cái cảm giác thọ lạc được hưởng của phước lành, nhưng ngài cũng vẫn nghĩ tưởng tới chúng sinh, cho tới kiếp cuối cùng cũng vậy. Mặc dù trong cung vàng địa ngục cung son đầy đủ tất cả những cái dục lạc của thế gian này, nhưng Bồ Tát Sĩ Đạt Ta vẫn khước từ, vẫn từ bỏ mà đã đi. Bởi vì như chúng ta thấy, thì ra trong hoàng cung ta không thấy cái sự già, sự bệnh, cái sự chết này. Nhưng ở nơi tất cả chúng sinh ở trên cuộc đời này phải là như thế. Tuy trong hoàng cung không có, nhưng ta cũng sẽ đến cái già, ta cũng sẽ đến cái chết, ta cũng sẽ đến cái bệnh như những con người hiện hữu tại nơi đây. Mà chính Đức Phật ngài, chính Bồ Tát Sĩ Đạt Ta dạo bốn cửa thành, thấy lão tử tăng, trong thấy cái sanh như vậy đừng nghĩ nó sinh lão bệnh tử. Đức Phật dạo Bồ Tát Sĩ Đạt Ta dạo bốn cửa thành, thấy sinh lão bệnh tử, cái bỏ đang đi tu, ta nghe ta cười mình không có thấy cái sanh mà thấy cái lão tử tăng. Thì ở đây là sao? Trong cái điều đó, nhưng Bồ Tát Sĩ Đạt Ta vẫn vì thương chúng sinh mà ngài tầm cầu đạo giải thoát. Và cái tục duyên nhiều đời đã sẵn có, thì chúng ta thấy đi đến các vị thầy không cần nói tự ngài nghiệm, đây chưa phải là chân lý. Cho đến giờ phút cuối cùng, một sĩ Ca La Má nói rằng: thôi Sa Môn Cồ Đàm, thôi Sĩ Đạt Ta, Cồ Đàm phải ở lại đây đi, ta và ngươi sẽ lãnh giáo hội chúng này. Mà lúc đó hội chúng của ông ta rất là đông, nhưng điều mà ngài cũng vẫn quyết tâm bỏ đi, biết đây chưa phải là con đường cứu cánh mà ta tìm. Và cuối cùng ở dưới cội Bồ Đề, sau 6 năm vượt qua cái pháp hành khổ hạnh, ngài thấy rằng pháp hành khổ hạnh nó không đưa đến giác ngộ, đi cái khổ ana. Và lúc đó thì bắt đầu ngài thực hành cái con đường trung đạo, thực hành con đường mặt chánh mới thấy là thành tựu. Sau đó ngài chứng đạo chứng quả. Thì chúng ta thấy cái sự tu tập của chính ngài đã được thành tựu, đã được viên mãn. Cho nên không ai có thể so sánh bằng với ngài, cũng ai không ai có thể mà làm thầy ngài được tất cả. Vì vậy cho nên chúng ta nhớ, khi mà chúng ta thấy những cái tượng Phật, Phật mà chắp tay thì không phải là của Phật Thích Ca, không phải là Phật Tổ.
Ngài không có phải xá chào, không phải kính lễ ai tất cả, bởi vì Ngài là trên tất cả. Cho nên hiểu biết Phật Pháp mà tự nhiên chúng ta thấy những cái tượng Phật mà chắp tay, chúng ta nói đây là Phật, thì Phật nào không biết, nhưng không phải, đâu phải là Phật, mà Phật gọi là Gotamo Sakayabungavo, hay là Phật Samasambuddhasa, Phật chánh biến tri, có gì đó, hay là Phật Sapanyu, tức là Phật toàn giác, toàn tri, không có chuyện đó. Vậy thì một cái vị Phật tổ như vậy, một cái vị Phật tổ như vậy mà nếu như chúng ta hiểu lầm cho Ngài, Ngài như là một người cần chúng ta lễ bái, phải kể một cần chúng ta phải hiểu về Ngài. Đây là cái chỗ mà cái tính Phật á, cái sự chứng đắc của Phật, niềm tin của Phật á, là chúng ta phải tin vào cái sự giác ngộ của Phật, thì đó mới là niềm tin của chánh tín. Tin vào sự giác ngộ của Phật tức là Ngài đã giác ngộ, Ngài đã thấy được cái lý tứ đế, Ngài đã thấy được và chứng đắc được cái lý duyên sinh, cái lý duyên hệ, hay là Ngài thấy được cái nhân quả, hiểu được cái nhân quả nghiệp báo và tam tướng vô thường, khổ não vô ngại tướng. Mà những cái này xưa và nay người ta không thấy được điều đó. Chúng ta nhớ khi mà Ngài đối diện ở cái cội Bồ Đề, sau khi thành chánh quả đó, 49 ngày, 7 tuần để nghiệm lại những pháp hành mà mình đã thành tựu, như quán về nhân quả, quán về nhân quả hay quán về nhân duyên của sanh tử minh, túc mạng minh, của lậu tận minh, của chính mình, là cái canh cuối cùng đó, Ngài chứng lậu tận minh, chứ túc mạng minh, sanh tử minh, kênh đầu kênh giữa, là Phật đã chứng, Bồ Tát đã chứng, và canh cuối cùng thì lậu tận minh. Nhưng Ngài vẫn nhìn về thập nhị duyên khởi, nhìn về cái cội Bồ Đề, quán về một cái pháp mà nó hết sức thâm sâu, hết sức đậm, quả thật vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên xúc, dịp lục nhập duyên cho lục xúc, lục xúc duyên cho lục thọ duyên cho lục ái duyên cho lục thủ, lục thủ duyên cho sanh hữu và nghiệp hữu, và thế là hữu duyên cho già chết, sầu bi khổ ưu não, tiếp tục tử đây, sanh đây. Cái nhìn đó đó không ai nhìn được, mà chỉ có vị Phật chánh đẳng chánh giác mới nhìn được và đem ra giải cho chúng ta. Cái nhìn của cái khổ mà vị chánh đẳng chánh giác dạy cho ta đó, không ai có thể tự mình nhìn. Họ biết khổ về thân, khổ về tâm phát triển, và ở một cách cấp độ khác họ cũng thấy ở do nguyên nhân cái lòng tham nè, do chúng ta tham nè mà chúng ta phải khổ nè, hết chuyện. Nhưng điều mà ở đó nó có cái tham nó rộng lắm, nó có tham dục, pháp dục và tác dục, mà phải hiểu một cách rõ ràng. Chứ người ta, người đời thì hiểu trên một cái tham dục thôi, nhưng trong cái pháp dục cũng là một cái khổ của trầm luân, là cũng là nguyên nhân dẫn tới cái sự đau khổ. Chúng ta chỉ biết bằng một cái biết của cái gì, của sự tránh né. Chúng ta biết bằng một cái biết của cái việc nó đã tới, cũng như cái khổ nó tới, ta biết khổ thế là như thế là hết. Nhưng chúng ta không có quán được tại sao chúng ta khổ, nguyên nhân chúng ta khổ, và biết được cái nguyên nhân, hiểu được cái khổ, không phải bằng cái thân đang thọ khổ, bằng cái thân tâm đang thọ khổ, mà chúng sinh thường đi trong từ cái khổ mà hiểu biết cái khổ một cách bình thường. Bây giờ mất vợ, mất chồng, xa lìa, mất đi sự nghiệp, mất đi người thân, chúng ta mới thấy chúng ta khổ. Và tại sao chúng ta khổ? Bởi vì chúng ta đã ái đến cái người thân thương của chúng ta, chúng ta đã ra đi. Và cuối cùng, kính thưa quý vị, cuối cùng cái nhìn về cái khổ của chúng ta đó,
hay cái nhìn về cái tập của chúng ta đó, nó bằng cái nhìn của cái gì? Bằng cái nhìn của cái sự cảm thụ và không vừa lòng, mà muốn muốn đẩy nó, muốn trốn tránh nó, chứ không phải là một cái nhìn của cái sự sợ hãi, của cái nhìn của cái sự ngăn trừ, của cái nhìn của cái sự động diệt. Bởi vì tập đế cần phải được đoạn trừ, nhưng chúng ta không phải nhìn bằng cách đoạn trừ, mà chúng nhìn bằng cách trách móc. Tại sao và tại sao mình làm như vậy? Tại sao mình quá dại khờ, hay tại sao mình nóng như thế? Tại sao mình lại hồ đồ như thế, hay tại sao mình lại có như tham lam như thế, vân vân? Thì chính là cái nhìn của chúng ta bao nhiêu đó là hết, chứ không phải một cái nhìn của đoạn diệt. Bởi vì chúng ta phải đoạn ái, chúng ta phải cắt ái, chúng ta phải đoạn trừ ái, chấm dứt cái ái ràng buộc này. Một cách khác cũng như thế, chúng ta hiểu được một cách cạn cợt về cái khổ, về cái nguyên nhân sinh khổ, chúng ta chưa cảm thụ được cái trạng thái của diệt đế, một sự tịch tỉnh, một sự vắng lặng phiền não. Lẽ ra chúng ta cần phải thành tựu, đây là cái mục đích chúng ta phải vươn tới, cũng như chúng ta đi tới mục đích của chúng ta thành tựu cái pháp này. Và con đường để dẫn tới cái sự thành tựu này, chúng ta đi trên con đường đó, hay chúng ta đang đi, đã đi trên con đường đó, nhưng chúng ta đi một cách không rốt ráo, một cách không có quyết tâm, một cách không có tinh tấn, một cách không có mạnh mẽ, và một cách không có đúng pháp, thì nó không thành tựu được. Thì cái tứ đế này được chúng sinh hiểu bằng một cái lỗ tai nghe biết nghe, và có tư duy nó hết sức là ngắn ngủi, chứ không phải là thể nhập liễu tri và thành tựu. Chúng ta không có thể nhập nó, chúng ta liễu tri nó, và thế là chúng ta không có thể thành tựu. Để ra đạo, khổ đế cần phải biến tri, tập đế cần phải đoạn trừ, diệt đế cần phải thành tựu, đạo đế cần phải tu tập. Nó là như thế, nhưng chúng ta không thể làm được. Thì cái ngày đoạn diệt, cái ngày thông suốt, cái ngày thành tựu, cái ngày chứng đạt, bằng một cách tự mình ta hàng phục tất cả, ta biết rõ tất cả, ta không bị ô nhiễm, như là cái kính pha lê nó trong vắt, không có một hạt bụi, không có một cái hạt bọt ở trong kính pha lê như thế nào. Cái sự thanh tịnh không nhiễm ô của tam nghiệp Thế Tôn là như thế, từ hành động và lời nói. Bởi cho nên cái tỉnh đức của chính ngài, đó là cái tỉnh đức của chính ngài, đấy là một cách tuyệt đối. Bởi vì ngài đã hàng phục tất cả, cho nên ngài không bao giờ bị nhiễm ô cái tỉnh đức của Đức Phật, mà quy xuất thiên của nó một cách thẳng lặng, một cách tốt đẹp, mà trong cuộc đời này không ai có thể truy tìm được. Dạ, kính thưa quý vị, khi chúng ta hiểu biết được một con người như vậy, tại sao mà sự xuất hiện của con người đó đem lại sự an lạc, đem lại cái sự tối thắng, đem lại cái sự hạnh phúc cho nhân thiên, cho chư thiên và loài người. Mà chính ở đây trong tâm chi bộ cũng vậy, có một người đó đã có nhấn mạnh rõ ràng, sinh duy nhất một con người phi thường xuất hiện trên thế gian, vì hạnh phúc cho phần đông, vì an lạc cho phần đông, vì hạnh phúc, vì an lạc cho phần đông. Người đó chính là ai? Người đó chính là Đức Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác, thiện thể thế gian giải điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Đà Thế Tôn. Sự xuất hiện của những người này là sự xuất hiện của Đại Quang, sự xuất hiện của Đại Minh, sự xuất hiện của con mắt lớn, mới soi sáng, mới chiếu rõ cho tất cả chúng sinh biết đường đi, biết nẻo về,
tốt đẹp, không như những con người bình thường khác. Trên con đường tu tập, trên con đường đi theo Phật, nó thắt gợn và nó rất là khó khăn, chứ không phải là dễ tu, cũng không phải là khó, quá khó tu mà tu không được, mà do tâm ý của chúng ta có một cái ý nguyện chưa, có một chí nguyện chưa, và chúng ta có một cái gì, có một quyết định, ý nguyện hay quyết định này, chúng ta có một trí tuệ chưa, và chúng ta có một cái muốn mà xuất ly xuất gia chưa. Đây là một vấn đề lớn. Thành tựu ba yếu tố này, muốn xuất ly giới có trí tuệ và có quyết định, và chúng ta dấn thân đi trên con đường đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành tựu. Chúng tôi vừa nói yếu lý của thập độ, đúng không? Ba pháp mà chỗ bất cứ thực hiện pháp hành nào cũng thế, có phải ba, có ba pháp này nó hỗ trợ, đó chính là ý đó cùng của xuất ly, nekhamma parami, rồi panya parami và atthana parami. Thêm như là ba cái chi phần này nó là biến hành cho tất cả các chi khác, thì thế như chúng ta mới thành tựu được cái pháp độ. Và ai niệm tưởng cái hồng danh của chính Phật, tức là có giờ Thế Tôn bậc Ứng Cung Chánh Biên Tri, bậc Thế Tôn bậc A La Hán Chánh Đẳng Chánh Giác, Điều Ngự Thiện Phu Thiên Nhân Sư Phật Đà Thế Tôn vân vân, thập hồng danh đó, và người đệ tử nếu mà tu tập mà chúng ta niệm Phật Bút Tha Đức Tý, niệm Phật là niệm sao, tức là niệm các hồng danh của Phật nè, niệm trên cái ân đức, cái sự thành tựu, cái sự chứng đắc của Phật kia. Chứ mà chúng ta nói niệm Phật mà đúng cái giá trị niệm Phật đó, thì chúng ta có nhiều người nói ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật chứ phải có đúng không? Rồi nói niệm Nam Mô thế này, Nam Mô thế kia, có đúng không? Trên kinh thần kinh văn niệm Nam Mô, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật Cầu A, Nam Mô Samma Sambuddho, Nam Mô Sukhato, Nam Mô Lokavido, Nam Mô được cái độ Anuttaro Purisadamasarathi Sattha Devamanusanan Buddho, tức Nam Mô như thế. Thường thường thì chúng tôi bảo họ cứ niệm cái hồng danh mà A-ra-hang Đức Phật trọn lành, A-ra-hang Đức Phật trọn lành, A-ra-hang là bậc A-la-hán, A-ra-hang Phật tức là bậc đại diệt trừ cái phiền não, không còn sanh tử, không còn khổ đau. Ai mà muốn được an vui, muốn được hanh thông, bị ma nhập quỷ hờn gì đó, kêu họ phải đọc cái câu đó thường, tập thường ở trong người, sẽ được cái tốt đẹp. Đó chính mình dạy họ niệm Phật. Mà dùng cái định tâm, chúng ta nhớ niệm Phật này để cho tâm của chúng ta nó định. Niệm Phật này để tâm của chúng ta định. Chứ niệm Phật này không phải để chứng đắc. Cái sự pháp đức chứng đắc không phải là cái pháp niệm Phật. Chỉ là hỗ trợ. Đó chính là pháp định đó. Hỗ trợ cho tuệ sanh. Cái này nhớ. Ở trong một cần phải phối hợp. Nhưng cả trong một sát na cũng cần phải. Thì ở đó chính là cái giá trị mà chúng ta phải niệm Phật, chúng ta phải niệm tưởng, là một người đệ tử có một niềm tin nơi Tam Bảo, tức là chúng ta có một niềm tin nơi Đức Phật một cách rõ ràng. Chứ đừng có như Uba Cá hỏi Ngài là ai, hỏi Ngài là Phật, nếu Phật vậy là Ngài đệ tử của ai, ai là đệ tử của chính Ngài, ai là thầy của Ngài, Ngài tu theo cái pháp môn nào, Ngài tu theo cái vị thầy nào, hoàn toàn hỏi như vậy làm sao. Và cũng là một vị Phật, cũng không bao giờ mà nhưng mà chúng ta gọi là truyền thừa hay giới thiệu cho một vị khác, một vị Phật coi như chánh đẳng chánh giác khác, hôm nay hoặc sau khi ta chết sẽ có một vị Phật khác xuất hiện như chính ta, hoàn toàn không nói như vậy, mà chỉ nói như thế này. Chứ Phật, vị Phật Mết Tây Giá
tức là tương lai Di Lặc Phật á, trong tương lai cũng là người thành tựu chánh đẳng chánh giác. Tự, cũng tự mình giác ngộ như thế. Và tiền thân của Phật đó chính là Kaspo Sirasampanno, tức là Đức Phật Ca Diếp, là Phật quá khứ. Để chỉ nói như thế thôi, tức là chư Phật quá khứ. Chư Phật quá khứ nhiều, nhiều chư Phật quá khứ, và trong lai, trong tương lai cũng nhiều chư Phật, nhưng từng thời kỳ Phật. Một vị toàn giác thì không có một vị Phật thứ hai xuất thế, bởi chúng ta không học phẩm một người thì chúng ta mới thấy không có đối phần, không có đối xứng. Sự xuất hiện của người người đó, sự xuất hiện một vật chất đẳng chánh giác tiền thể thế gian giải đi người trượng phu sự xuất hiện của người đó là có mắt, mắt lớn là đại quang, là đại minh, là có mắt lớn. Sự xuất hiện không có đối phần, có nghĩa rằng không có có một vị ngang bằng khác xuất hiện, không có ngang bằng đó, chứ đừng có nói chi mà trên Phật thì không có mà. Ngang không có, đừng nói chi mà trên, làm sao có. Bởi vì đây là những pháp Ngài, Ngài khẳng định Ngài là Phật. Tại sao Ngài là Phật? Bởi vì ta đã hàng phục tất cả cái gì, tất cả những ác pháp. Ta biết rõ những nguyên nhân sanh tính, cái sinh đưa chúng sinh sanh tử đau khổ. Ta không bị của những cái pháp nào đưa đến sanh tử, cái pháp nào đưa đến ác bất thiện pháp. Ta từ bỏ tất cả, ta không bị, ta không bị tham chấp với bất cứ, dù cho dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ta từ bỏ tất cả, buông bỏ tất cả, từ bỏ tất cả. Dạ, ta đã được ái chúng ta, ta đã được đoạn tận, ta tự giải thoát, ta tự mình thống trị. Bây giờ ta gọi ai là thầy ta đây? Một lần sau khi chứng đắc Phật thì Ngài cũng nghĩ bây giờ quan sát trong tam giới, có ai, có ai là thầy, có ai là, có ai là Phật nói không? Thì Ngài suy nghĩ trong tam giới không có ai cả. Chính vậy cho nên Ngài quán niệm pháp trong 7 ngày, ở trong vòng 7 tuần là như thế. Ngài không có ai hơn Ngài không? Hay không? Có ai bằng Ngài cũng không. À, vì chỗ đó Ngài lấy pháp làm bạn. Xem như lấy pháp làm bạn. Thì kết thúc buổi hôm nay chúng tôi nói về cái đề pháp này trong câu pháp cú số 453 này, với ý nghĩa của lời Phật đã khẳng định cho Bất Ca một cách rõ ràng. Ta là một vị Phật, ta đã là diệt tận vô minh phiền não, ta không còn vấn vương, ta không còn, ta đã thông suốt tất cả, để cho tất cả chúng ta có một niềm tin vững chắc, có một cái niềm tin tịnh tính, cái chánh tính rõ ràng nơi nơi Tam Bảo, nơi Phật. Và xin có đôi điều thuyết giảng qua cái câu pháp cú 353 là như vậy. Giờ đây xin chấm dứt, và trước khi dứt lời kính dâng Phật pháp lành đến Đức Trời Hữu Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, kính chào các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Quảng Nghiêm, chư vị chân linh chí linh như chúng sinh tại nơi đây, và thân bằng quyến thuộc các bậc thầy tổ tu bổ quý vị cũng như ở tại nơi đây, và cũng như này tuy ra cũng vì mong tất cả được an lạc, được thắng hóa, và đặc biệt các vị chư thần chư thiên tại nơi đây, các vị chân linh chí linh sinh quan hỷ tùy hỷ phật thuộc này Phật bảo hậu an vui tái sanh về nơi nhà cảnh, được kết quả trời quả người, mong tất cả chúng ta được an lạc, được thắng hóa. Nam mô Tiếp Thầy nhé, nam mô Tham Mai nhé, nam mô Sanh Thầy nhé. Dạ, sa tu lành thầy. Dạ, thay mặt đại chúng con xin được thành kính tri ân đại đức Pháp Tín Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng Từ Vựng và Thượng Tọa Tề Quyền đã thuyết giảng ý nghĩa và duyên sự bài kinh pháp cú số 353 đến hàng Phật tử chúng con, để hàng Phật tử chúng con học hiểu và hành theo cho được sự lợi ích và sự an vui với sự tiến hóa. Chúng con sẽ được thành kính tri ân Thượng Tọa Tề Quyền và đại đức Pháp Tín. Và thay mặt đại chúng một lần nữa, con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Minh Hạnh Từ Bi Hoan Hỷ thay mặt cho đại đức tăng để chúc phúc cho đồng sau thời pháp. Nam mô Phật Thầy ạ, con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Minh Hạnh ạ.
Namato sapa mangalam rakhanto sapa devata sapa buddha nupavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sapa mangalam rakhanto sapa devata sapa dhamma nupavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sapa mangalam rakhanto sapa devata sapa sangha nupavena sada sati bhavantu te. Tất cả phương pháp con đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng, có sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quá của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thay, chúng con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh, đức Từ Bi Hoàn Hỷ, thay mặt chư đại đức tăng để chúc phúc cho đồng sau khi nghe pháp. Avatthana xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm trong sạch để hồi hướng phước báo mà chúng ta đã tạo được trong giây phút vừa qua, như là lễ bái tam bảo, tụng kinh, thọ trì quy giới và thính pháp. Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Ya te vada santi vihara vasini tupe kare poti kare tahing tathamadane napavantu pujita sothing karunte tavihara mandale thera jamacha navaka japikavo Sarami kada napati upasaka gamaca desani kamaca isara sapana puta sukhita pavantu te chala puja yepi canda sampawa sangseda cata atavo papatika Niyani kang thamma varang pati jate Sabbe pidukha sakarontu sangkhayang Tatu jirang satang thammo thamma taraja pukhala Sangho hotu samakho va athaya jahitaya jah Amhe rakhatu satammo sabbe thamma jarino Buddhin sampa punayama thamma ariya pavedite Apisattha vera hontu sukhita hontua Nidukha hontua payapacha hontua Nika hontu dika yuka hontua roga hontu Sampatihi samijantu sukhi attanang pariharantu dukha patta Jani dukkha paya patta jani paya soka patta jani soka hontu sape vipanino idang no nyati nang hontu sukhita hontu nyatayo idang no nyati nang hontu sukhita hontu nyatayo idang no nyati nang hontu sukhita hontu nyatayo do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị hằng được sự an vui. Idang vatano punyang asavakhaya vahang nipanasa pakyayo hotu. Sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đất, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, và sau phần hồi hướng chương trình sinh hoạt Phật pháp trong room pháp của kinh chuẩn đề ngày hôm nay sẽ được khép lại trong vài giây phút tới. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng, kính mời quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại room pháp cũ để sinh hoạt thường lệ. Hầu mong được sự an vui và sự tiến hóa. Nam mô Buddhaya.